Hôm nay chúng ta vào bài mới là cái phần bảo mật nhé. Chúng ta sẽ làm cái phần phân quyền. Buổi trước chúng ta đã thêm sửa xóa rồi đúng không? Thêm hết cả ảnh này, thêm file này, biên soạn HTML này. Thì hôm nay chúng ta học thêm những cái phần mới mang tính mở rộng một chút. Thì chúng ta sẽ làm phần bảo mật. Nói việc về việc phân quyền ấy, thì thường chúng ta sẽ có khoảng có ba cái chính. Một là phân quyền về section, nghĩa là họ phải đăng nhập vào thì họ được dùng những cái chức năng này. Đấy chưa? Thì thứ hai là chúng ta sẽ phân quyền về chức năng. Thì chức năng này ông này được vào đúng không, nhưng tài khoản kia lại không được vào, thì chúng ta sẽ có một cái setup về phân quyền chức năng. Thứ ba là phân quyền về dữ liệu. Phân quyền dữ liệu thì có thể là trên từng cái đoạn code liên quan đến phần truy xuất dữ liệu thì chúng ta đã where là đấy đúng không? Chúng ta truy xuất đúng cái dữ liệu của họ thôi. Còn bảo mật cái dữ liệu khác đi. Thì chúng ta sẽ có thưởng ba cái như vậy. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào cái đầu tiên là cái phân quyền liên quan đến section thôi. Yêu cầu đăng nhập xong thì mới được dùng. Đấy chưa? Thì chúng ta sẽ làm một bước đơn giản như vậy. Anh sẽ mở lại chỗ này. Chúng ta hôm trước chúng ta có phần user này đúng không, và phần đăng nhập. Chúng ta chưa có nhỉ, chưa có phần đăng nhập nhỉ. Hôm có à đây, hôm có phần đăng nhập đấy đúng không, trang trang hôm này có phần đăng nhập. Thì cái quy trình mà bắt cái sự kiện này ấy, thì chúng ta phải làm từng bước một. Một là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về section. Cái này nó là một cái phiên làm việc đúng không? Phiên làm việc. Chúng ta sẽ có một cái phiên làm việc trên website. Thì sau khi đăng nhập chúng ta sẽ cấp cho họ một cái section nhé. Đấy, và chúng ta sẽ lưu lại cái user. Thường thường thì chúng ta sẽ viết trong phần add start này. Chúng ta sẽ thêm một cái liên quan đến phần section đây. Đây chúng ta sẽ add một cái liên quan đến phần config section nha. Section. Một là chúng ta sẽ lưu section, lưu cái section cho user. Đấy. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hàm này public, hàm này là hàm void bình thường thôi. Đấy, set user. Đấy, khi người ta đăng nhập vào thì mình sẽ lưu cái section này lại, thì nó sẽ có sự... chúng ta sẽ thêm hàm đây. Đầu vào chúng ta sẽ là một cái user luôn nhỉ, thì chúng ta sẽ có phần tài khoản đúng không, using lại nhá, using phần web quản lý chấm mô đồ. Hình như là anh thấy nhầm đúng không, chúng ta làm cái mô đồ đâu nhỉ. À không, anh viết nhầm đúng không? Anh nhầm project. Anh quên. Mở lại project web bán hàng nhé. Ngày hôm qua vừa dạy một anh ấy làm web quản lý nên là đặt tên nhầm. Đây chúng ta sẽ có phần module trong này đúng không, phần data đây. Chúng ta sẽ viết thêm cái class app start.
Sẽ tiên chúng ta sẽ có một cái hàm là lưu đúng không? Một là lưu user. Chúng ta sẽ viết cái hàm lưu user. Void using lại cái database nhá. Phải using người bạn. Thứ hai chúng ta sẽ có một cái user đây. Và chúng ta sẽ có một hàm lưu đúng không? Lưu vào section. Đấy thì nếu mà ở bên ngoài các em dùng cái controller ấy thì nó sẽ hiện luôn lên cái section như chúng ta. Đây vì anh mở cái controller anh gõ cho section nhá. Đúng không? Đấy, nó sẽ lưu luôn đây này. Đấy chưa? Và chúng ta set cho nó thế này. À, lưu section nó cũng tương tự thôi đúng không? Tương tự như này. Tuy nhiên chúng ta nếu mà dùng ở kia thì các em phải đi đúng cái đường dẫn nó này. Đấy chưa? Nó thuộc cái HTTP context nhá. Đấy, chúng ta sẽ use cái HTTP context.qn.section. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái key ở đây. Thì ở đây anh sẽ đặt cái key nó lại user, đấy chưa? Và chúng ta sẽ bằng luôn cả này. Đấy, chúng ta sẽ lưu vào section như thế này thôi. Cái thứ hai chúng ta sẽ phải lấy ra, đúng không? Hai này. Đó, lấy section. Chúng ta sẽ có một hàm như vậy. Chúng ta get nhá, get user này. À, chỗ này anh sẽ đặt là set nhá, set get đấy chưa, hai cái hàm tương tự nhau. Thì cái này chúng ta không đầu vào đúng không, chúng ta chỉ cần một cái, chúng ta chỉ trả về thôi đúng không, return ép kiểu này về tài khoản. Nó giống như cái view bank của chúng ta ngày xưa chúng ta học đấy, đúng không, nó cũng tương tự. À cái gì nhỉ, cái tem tem của data ấy, nó cũng tương tự như chúng ta học như vậy. Đấy, cái tem data của chúng ta cũng kiểu này. Đấy chưa? Đây nhanh viết lại cái tem data cho anh xem nhé. Đây. Đúng không? Cũng dạng kiểu khung hoặc này. Đúng không? Chẳng khác gì đúng không nhỉ? À, chẳng khác gì cả. Nó vẫn là một cái túi đúng không? Để đựng. Tuy nhiên cái túi của chúng ta này, cái section này thì nó sẽ lưu nhé. Nó sẽ lưu trên cái phiên làm việc của chúng ta. Khi chúng ta truy cập website thì nó và chúng ta đăng nhập thì chúng ta sẽ lưu được cái này, và bao giờ chúng ta thoát website đi nó mới mất, thấy chưa? Đấy, hoặc là hết thời gian này nó mới mất thì chúng ta thì cái website chúng ta sẽ yêu cầu là người dùng phải đăng nhập lại. Đấy, chúng ta sẽ có hai hàm cơ bản này, thấy chưa? Thì bây giờ anh sẽ quay lại cái trang đăng nhập, chúng ta sẽ vào phần admin này. Phần user đúng không? Đấy, có hàm login đây. Thì sau khi login xong đúng không? Đấy, user khác bằng null này quay về trang dashboard này. Đấy chưa? Thì chúng ta sẽ lưu section trước. Thì chúng ta sẽ gọi cái class kia. Mà cái này chúng ta nên để sẵn static đi, đúng không? Static. Static như này. Static là gì chúng ta phải new nữa. Thì chúng ta chỉ có một cái này duy nhất thôi. Đấy chưa? Chúng ta không phải new nữa. Thì chúng ta sẽ không phải new này nữa, đúng không? Chúng ta đặt luôn là section. Section. À, config đúng không? Fix. Này chấm. Thì cái này anh chưa using. Các em using vào nhá. Đây, using vào. Giờ chấm luôn đúng không? Get user và set user. Đấy chưa? Và truyền cái tham số mà chúng ta vừa tìm được đấy, đúng không? Cái user chúng ta vừa tìm được. Lưu vào. Nhé nhỉ. Rồi bây giờ anh sẽ đi debug chạy thử đoạn này nhá. Xem lúc như vậy có chúng ta lưu được chưa. Phần section này là một phần là quan trọng lại.
Đấy đâu như là web nào chúng ta cũng phải dùng ở đây. Lưu phiên làm việc. Rồi chúng ta truy cập vào cái trang login của admin nhá. Admin này. User này. Login này. Là chúng ta có tài khoản chưa? Chắc là có rồi chứ đúng không? À, admin đây này. Chả nhớ tài khoản là gì. À, chúng ta debug đến đây nhá. Chúng ta tiếp tục này. Một này. Đúng giờ tìm thử được không? Null đúng không? Null thì không chịu rồi. Không đúng mật khẩu rồi. À, admin thì path là 1 chứ nào. Không nhớ là hôm nọ chúng ta tạo ra cái tài khoản nào. Đấy, ok đấy đúng không? Trong này có cái này. Đấy, và chúng ta sẽ lưu section là. Đúng chưa? Đấy, lưu là lưu ok đúng không? Đấy, anh vào chạy vào cái hàm này nhá. Đấy, ấn vào cái F11 này này. Đấy, vào xong đúng không? Đấy, ra lưu cái section này vào. Rồi, ok. Thế bây giờ chúng ta thử cái lệnh get section xem nó lấy ra được không, đúng không? Thử làm section config chấm get user. À, anh sẽ đặt tên là thằng pha user section đúng không? Chạy thử lệnh này xem được không? Nào, được đúng không? Ok. Đấy, thế là bước thứ nhất là chúng ta lưu được cái section rồi. Chắc chắn lưu được chúng ta mới lấy ra được đúng không? Chạy tiếp nhé. Lần sau chúng ta chạy ở hàm nào nó cũng có, thấy chưa? Rồi bước thứ hai chúng get section. Thứ hai là chúng ta sẽ đi kiểm tra section ở các control ở các action. Rồi bây giờ anh kiểm tra ở cái action đầu tiên là cái dashboard này. Đấy, nếu mà vào được cái trang chủ đúng không? Vào được trang chủ thì bắt buộc anh phải có section thì anh mới cho vào. Admin này. Bây giờ cái trang này này. Cái trang này chính là trang dashboard đấy. Admin này, cái này. Chúng ta đang cài đặt là chúng ta vào admin nó sẽ vào cái dashboard luôn. Thế thật ra đây nó trang dashboard đấy. Dashboard gì nhỉ? Index này đúng không? Đúng chưa? Chính cái thằng dashboard của chúng ta đấy. Cái này chưa có user gì cả đúng không? Chưa có user gì mà nó vẫn vào được. Chứ còn sai đúng không? Chúng ta bắt buộc có user thì chúng ta sẽ if else không này. Đơn giản thôi đúng không? Chúng ta vào user sẽ bằng lại truy cập vào cái section kia. Using cái web chấm app start. Rồi. Chúng ta sẽ là section config chấm get user. Yeah, nếu chúng ta ít nhá user mà chúng ta null đúng không, null thì chúng ta sẽ phải bắt họ đăng nhập lại, được chưa? Null thì chúng ta sẽ chuyển hướng về cái trang đăng nhập. À, các em dùng luôn này được. Redirect thì chúng ta sẽ điền link vào đây, được chưa? Là admin user. Okay. Nào, view thử đây nhá. Nào, vào admin này. Chắc chắn vào trang dashboard đúng không? Đây, vào dashboard đây rồi. Get user này, em thấy là nó sẽ bằng null đúng không? Null chúng ta sẽ quay về trang đăng nhập. Đấy, không gì này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đăng nhập vào để chúng ta lưu section này. Đúng không? Đấy, lấy nhá. Ok đúng không? Có này.
có rồi thì nó lại quay về cái trang dashboard. Đấy, lại quay về trang dashboard. Đấy, lại quay về đây. Quay về đây thì bây giờ chúng ta kiểm tra user xem nó có chưa. Có rồi đúng không? Trong session nó có rồi. Có rồi thì nó truy cập bình thường. Đấy chưa? Đấy, nó bắt lưu mật khẩu này. Đấy chưa? Đấy, lúc nào nó cũng vào được. User này thì nó lưu session mà, nên là nó cũng được một khoảng thời gian nhé. Đây, ok đúng không? Khi mà có session rồi thì các em mới điền cái ở đây này, cái thông tin của tài khoản ở đây này. Đấy, với phần layout của ta ấy, thì ta sẽ hiện thị cái tên lên. Đấy, ví dụ anh sẽ quay lại cái phần layout nhé. Layout admin này. Đây đúng không? Đây. Đây cái tên nó này. Thì riêng cái chỗ này khi đăng nhập xong rồi chúng ta phải email đúng không? Email này hoặc là chúng ta không cần email được. Đấy, bắt buộc khi vào trong này thì chúng ta mới dùng layout mà. Còn trang đăng nhập chúng ta có dùng đâu. Còn không thì nó chắc cú nhất thì các em sẽ làm này. Đúng không? If à, cái user chúng ta phải lấy ra trước nhé. Đúng không? Chúng ta phải có cái user trước mà. User sẽ bằng web này. Đã truy cập vào cái section này. Section config.get user. Đấy chưa? Và chúng ta sẽ if ở đây. Nếu mà user của chúng ta khác bằng null thì chúng ta mới hiển thị cái dưới này, không còn lỗi đấy. Đấy, hiển thị cái này, thẻ lỗi này. Đầu tiên là cái tên đúng không? Tên này. A còng user chấm à, họ và tên. Đấy, chúng ta hiện được lên thì chúng ta sẽ kiểm tra xem nào. Đấy chưa? Đây có chữ admin này. Đấy, còn hình ảnh các thứ thì nếu mà có chúng ta sẽ điền vào. Đúng không? Profile các thứ thì chúng ta có session ở trên rồi, chúng ta không cần gắn link ID đâu. Được chưa? Không cần ID đâu. Chúng ta chỉ cần truy cập vào cái session ở bên trên và chúng ta kiểm tra được nó là cái gì, chúng ta sẽ hiển thị cái profile lên thôi. À, tiếp theo chúng ta làm cái phần logout. Đúng không? Logout thì ta sẽ gắn section bằng null. 3. Đó logout. Đây, chỗ logout này, đúng không? Thì chúng ta phải có một cái action để logout nhá. Nó vẫn là nằm trong phần user này. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái logout đây. Public action logout. Hàm này đơn giản đúng không? Chúng ta set. Tiếp theo là set cái user này. Set section. Chúng ta cho null đây. Đó là một đúng không? Thứ hai chúng ta sẽ return về cái đường link đăng nhập. Nghe từ thật như tôi thế này. Là user này. Login này. Cái này là login à, cái chúng ta đi đều hướng theo cái action nhá. Còn lúc nãy ở bên home ấy bắt adword này này thì anh đều hướng theo link. Tùy em dùng cái nào cũng được. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn cái logout này vào cái nút ở trên giao diện. Được chưa? Đây, ở đây nó đang hiển thị theo dạng modal thì ta bỏ đi nhá, chỉ người cần cái link thôi. Người ta thường hỏi trước khi logout, tuy nhiên chúng ta chả cần đâu, đúng không? Admin này, user này, logout này. Đấy, ok, đi lại. Admin này, class 1 này.
được chưa, chỗ này nhá, bây giờ log out này. Nhưng bình thường nó vẫn truy cập, chưa log out nó vẫn chạy bình thường đúng không, log out rồi này. Mà ấn log out này, được chưa, thì bây giờ quay lại admin nhé, đúng không, không thể được đúng không, nó bắt bắt đăng nhập trước. Đấy. Cơ chế của chúng ta rất là đơn giản, là một vòng rất là ngắn, được chưa. Thế bây giờ trang khách hàng như thế nào đúng không, chúng ta có trang khách hàng tiếp này. Đấy, trang khách hàng thì chúng ta cũng bắt buộc họ phải đăng nhập chứ đúng không, thì chúng ta quay lại cái controller khách hàng nhé, dashboard này, khách hàng này. Đấy, chỗ này chúng ta cũng phải có cái bắt đăng nhập ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ có một đoạn như này ở bên trên, tất cả các hàm chúng ta đều có. Trả về build lại này. Thường thường là build lại sẽ mất section nhé, build lại sẽ mất section. Và anh vào trang danh sách này đấy, và trang danh sách nó bắt bắt đăng nhập đấy. Trang này cũng bắt này, admin này, một này. Trang khách hàng này. Ok rồi đúng không? Và anh log out đi nhá. Anh vào một cái trang khác, anh log out bên này đi này. Log out này. Bây giờ bên này anh sẽ tải lại. Thì em nhìn thấy nó bắt đăng nhập luôn. Trường hợp thứ hai chúng ta dùng hai trình duyệt chẳng hạn, thì hai trình duyệt chúng ta sẽ tạo ra hai section khác nhau hoàn toàn nhé. Để em truy cập này, admin một này, được chưa? Thì bên này nó vẫn bắt đăng nhập bình thường, bởi vì hai cái nó là hai cái section khác nhau. Đấy, section người ta sẽ tính theo dạng là thiết bị này, đấy chưa, trình duyệt này, đấy chưa, và thời gian nữa. Còn hai tab ở đây thì nó sẽ chung nhá, hai tab trên mục trình duyệt thì ok, chung đúng chưa. À, ví dụ anh chỗ này nhá, anh đăng nhập đây admin này, một này, thì chỗ này anh sẽ vào được luôn cái trang admin, không cần đăng nhập nữa, đúng chưa. Nhiều thông báo quá. Cái thứ hai mà chúng ta muốn có hai cái section ấy thì chúng ta phải vào cái tab ẩn danh ấy này. Đấy chưa? Chúng ta ấn Ctrl Shift N nhá. Shift N tab ẩn danh. Đấy, thì tab ẩn danh thì chúng ta sẽ có một section hoàn toàn khác. Đấy chưa? Đấy thì ta một trình duyệt thì chỉ tạo được hai cái này thôi. Có hai section duy nhất trên một trình duyệt thôi nhá. Muốn tạo cái thứ ba cũng chẳng được nha, tạo ẩn danh nha, admin này, thêm cái nữa, admin này. Đây, em nhìn thấy là cái tab ẩn danh thứ hai của anh đây đúng không, anh đã đăng nhập đây đâu, đây ạ, à, đây là tab ẩn danh một này, đọc đây trình duyệt cốc cốc, cái hàng này, đây cái hai này, nó tính là hai luôn đấy, đấy đúng không, hai cửa sổ, đây nhá, cái này là tab ẩn danh này, anh thêm một tab ẩn danh nữa, đúng không, và admin này. Đây ẩn tab ẩn danh, đây anh có hai cái nhá, đây một cái bên dưới này, thấy chưa, anh cóp này, anh cho là cái bên trên ẩn danh tiếp này, thì nó vẫn nhận đúng không, có nghĩa là hai tab ẩn danh thì nó cũng chỉ là một section thôi, chứ không phải hai section đâu nhá. Nên là một trình duyệt chúng ta đang mở thì ta chỉ tạo được hai section thôi. Chúng ta quay lại với những cái check điều kiện đây. Thì em nhìn thấy là chúng ta check rất nhiều đúng không? Check này. Nếu mà thêm mới chúng ta ở dưới này chẳng hạn, chúng ta phải check đây. Nào thêm mới dưới này đúng không? Chúng ta phải check ở đây. Thì em nhìn thấy cái chỗ này nó viết một là
tuy nhiên nó rất là dễ đúng không? Nhưng mà thứ hai là chúng ta nhìn thấy là nó hơi bị rườm rà, hơi dài đúng không? Đấy, chỗ nào chúng ta cũng phải nhét nó vào, thì cái việc đấy nó làm cho ta nó để ra chúng ta nhiều việc lên đúng không? Code nó dài ra và nhiều khi chúng ta quên, thì xem có cách nào để chúng ta có thể làm hay không. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cách gọi là tiền tiền truy cập, có nghĩa là trước khi truy cập cái action này thì chúng ta xử lý cái gì nhé, thì nó sẽ có một cái hàm ở đây. Đấy, thấy chưa? Chúng ta sẽ viết một cái hàm tiền xử lý ở đây. Thấy chưa? Tiền truy cập, thấy chưa? Trước khi truy cập chúng ta sẽ chạy hàm này trước. Nó giống như HTTP code ấy. Như này này. Đúng chưa? Gọi đây đây gọi hàm tiền truy cập nhá. Trước khi truy cập cái action này thì nó chạy hàm này. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách đấy để chúng ta làm cho nó nhanh. Thì ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng thêm một cái thư viện của .NET nữa. Mình sẽ mở đoạn code để cho các em. Chúng ta sẽ kế thừa một cái thư viện là một cái class là Authorize Attribute nhé. Anh sẽ viết thêm một cái class đây. À, một cái class nữa. Rồi đúng không? Một user. Quyền của nhân viên, đấy nhỉ? Thì cái class này của anh ấy thì anh phải kế thừa một cái, chúng ta sẽ kế thừa một cái class là authorize attribute, cái này thuộc cái MVC nhé. Nếu các em code với .NET Core khi mình không nhìn thấy nó thì đừng thắc mắc nhé, tại vì này nó của MVC này đúng không, system giống web cho MVC. Đấy chưa? Còn nếu mà muốn dùng thì phải cài cái thư viện này nhá, phải using ở trên này thì nó mới có được. Và chúng ta sẽ phải ghi đề một cái hàm là hàm on authorize như này. Được chưa? Chúng ta phải ghi đề cái hàm này. Cái hàm kia chúng ta có rồi, được chưa? Trên cái class này nó có rồi này. Thì ở đây chúng ta sẽ ghi đề nó, thì chúng ta sẽ có từ authorize nhé. Cái này kiến thức của lập trình hơi mô tượng thôi. Được chưa? Và đây chúng ta sẽ có một cái tham số là authorize Relation Context, thì nó chính là cái thông số nhé, cái thông số mà cái đường link chúng ta có. Đấy, khi chúng ta submit lên đấy, đường link chúng ta sẽ trả về một cái filter, anh đặt tên nó là filter context, có nghĩa là tất cả những cái thông tin liên quan đến việc truy cập đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ phải đi check đúng không? Check cái lượng, check cái này. Một là check user đúng không? Đơn giản chúng ta đi check user thôi. Nó vẫn tương tự như ở ngoài ấy. Get user đúng không? Đấy, nếu mà user bằng null đúng không? Thì chúng ta làm gì? Đấy, còn nếu không không null thì chúng ta chắc chắn nó vẫn chạy tiếp rồi đúng không? Không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà nếu bằng null thì chúng ta sẽ phải điều hướng về cái trang đăng nhập. Đấy, chúng ta phải điều hướng ở đây. Thì cái việc điều hướng này nó sẽ khác ở ngoài nhá, nó không giống như cái redirect của chúng ta đâu. Chúng ta sẽ có một cái hàm riêng, đó là filter context, chúng ta đặt cái resource này. Đây, chúng ta sẽ có cái hàm này. Đây. Đấy chưa? Cái filter context chính là cái hàm, cái thông số đầu vào của chúng ta, của cái đường link truy cập của chúng ta. Thì chúng ta sẽ thay đổi cái đường link này đi. Đấy chưa? Vì nó là người đứng giữa mà. Nó giống như nơi thư ấy. Người giao hàng đấy, đúng không? Thì bây giờ nó bước 1 là mình bảo giao hàng về cái mình bảo nó là giao hàng xuống Hà Nội, đúng không? Tuy nhiên nó bóc ra nó bảo là cái hàng Hà Nội này là phải mất nhiều phí hơn.
phí mày không đủ nên mà tao chuyển đi chỗ khác, đúng không? Chuyển lại đấy thì nó giống như việc như vậy. Cái thằng này nó sẽ chuyển đi một cái địa chỉ khác, thì cái địa chỉ khác là chúng ta sẽ cho đi về đâu giờ, thì cái này là việc của chúng ta, thì chúng ta sẽ quyết định nó về trang đăng nhập. Cái thằng này nó là một cái action result, cái này chúng ta sẽ trả về một cái router, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ new thôi, lệnh nó như thế này. Chúng ta sẽ using cái này vào nhá, cái này có một cái thư viện routing. Được chưa? Đấy, khi mà không user thì hãy trả lại cho tôi của cái đường dẫn là controller là user. Action chúng ta là login. Earlier chúng ta là admin. Còn đây những tham số khác thì chúng ta không cần, đúng không? Tạm thời chúng ta chỉ cần ba cái này thôi. Và khi mà chúng ta đổi đường hướng rồi chúng ta sẽ return nhá. Return đi. Còn action chạy cái này. Và có em chỉ cần return thế thôi là được rồi, không cần action nữa. Thế cái hàm này của em chỉ biết một lần hai lần thôi, đúng không? Cả một cái project chúng ta chỉ biết một lần thôi. Thường nếu em làm với một dự án to các em vào sau thì hầu như các em không phải biết cái này. Thì những người vào trước thì là dựng project thì đã biết hết rồi. Nhưng em chỉ là làm chức năng thôi. Chúng ta sẽ sử dụng cái hàm này nhé. Anh sẽ để phần dashboard này. Được chưa? Rồi. Mình sẽ bỏ kia đi. Và chúng ta sẽ using. À, chúng ta using rồi chứ, đúng không? Nó vẫn trong cái app start mà. Đây chúng ta sẽ đặt nó đây. Đấy chưa? Là user. Đấy chưa? Đặt mỗi thế thôi. Ở bên khách hàng này. Thì chúng ta chỉ đặt mỗi thế thôi. Rồi, tất cả action chúng ta đặt như này. Đấy chưa? Đấy, đơn giản đúng không? Đi lại thử chạy thử xem nó có ăn đúng như vậy không nhé. Admin này. Nếu mà về được trang đăng nhập là ok đúng không? Đấy, ok rồi đấy. Cái cách này nó cảm giác nó ngắn hơn đúng không? Thì là code ít hơn. Đấy, cái trang đăng nhập chúng ta chỉ đơn giản thôi. Thế nhìn đi nhìn lại chúng ta lại thấy nó vất vả đúng không? Sao ở đây nó điền một cái điền đây, cái điền đây, cái lười thế đúng không? Thì thoảng nghĩ thế đúng không? Tại vì cái quyền nó giống nhau mà. Quyền giống nhau thì chúng ta đặt luôn cả cái controller luôn nhá, các em đặt lên hẳn cái controller này. Tất cả các hàm đều nhận hay đấy luôn. Đấy, như thế này thế, đặt đây. Nếu mà chúng ta không có nói gì liên quan đến quyền đúng không? Quyền cái này chỉ quyền là section thôi đấy. Còn mai chúng ta sẽ có quyền sắc chức năng thì chúng ta sẽ làm riêng và chúng ta phải check trong database. Nói chung là người lười thì hay sáng tác. Thì các em cứ cốt thạo đi, thì các em khác tìm ra đường thì các em đang cốt ngắn hơn. Cốt càng ngày nó càng ngắn. Ok chưa? À, kiến thức của hôm nay chỉ đến đây thôi. Bây giờ anh sẽ cho các em thực hành, anh gửi cho các em cái class. À, buổi sau thì chúng ta sẽ liên quan đến phần chức năng nha. Đấy. Bây giờ chúng ta mới section thôi đúng không? Đăng nhập vào cho dùng. Nhưng mà cho dùng cái gì cơ, đúng không? Cho dùng cái A, cho dùng cái B chứ không cho dùng cái C chẳng hạn. Thì nó lại là một cái phân quyền hoàn toàn khác. Nhưng mà nó vẫn dựa trên cái phân quyền section như hôm nay. Và buổi này là buổi cực kỳ quan trọng nhé, các em nên thực hành. Tại vì cái này nó dùng ít thôi. Bây giờ các em viết code rất ít, viết chỉ một lần thôi. Nhưng mà các em hiểu bản chất của nó thì các em sẽ áp dụng được nhiều thứ hơn.
À, bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian thực hành nhé.